Xin chào, tôi là tiến sĩ bác sĩ Phạm Lê Duy, cố vấn chuyên môn của GeoHealth Việt Nam. Hiện nay tình trạng người bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội cũng như những thành phố lớn ở khu vực Đông Nam Á đang rất nghiêm trọng. Cho nên mọi người cần trang bị cho mình kiến thức để bảo vệ sức khỏe của mình trước tình trạng ô nhiễm không khí đang ngày càng tăng. Bụi mịn là những hạt bụi nhỏ lơ lửng trong không khí, thường là những hạt bụi có đường kính dưới 10 micromet, là những hạt bụi có thể gây nên những ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng ta. Hạt bụi có đường kính dưới 10 micromet người ta gọi là PM10, dưới 2.5 micromet người ta gọi là PM2.5 và dưới 1 micromet là PM1. Đặc biệt có những hạt bụi siêu mịn là những hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 0.1 micromet là PM0.1. Những hạt bụi có đường kính 10 thì nó có thể lắng đọng ở những cái khu vực của đường hô hấp trên, ví dụ như mũi họng và khí quản. Những hạt bụi có đường kính nhỏ hơn như là PM2.5 có thể đi vào trong phổi, đi sâu vào trong phổi đến những cái đường thở nhỏ như là tiểu phế quản. Những hạt bụi có đường kính dưới 1 có thể xuống đến phế nang, và đặc biệt là những hạt bụi có đường kính dưới 0.1 micromet có thể xuyên qua phế nang vào trong máu và đi khắp cơ thể. Các hạt bụi mịn này khi nó lắng đọng ở vị trí nào nó sẽ gây ra phản ứng viêm ở vị trí đó. Cho nên nếu những hạt bụi đi sâu vào trong đường hô hấp, nó có thể gây ra những tình trạng viêm ở đường hô hấp, có thể kích phát những cơn cấp của những bệnh lý hô hấp mãn tính, ví dụ như hen suyễn hay là COPD. Nếu nó đi vào trong máu thì nó sẽ đến những mạch máu. Khi nó đóng vào trong thành trong mạch máu, nó có thể gây ra những cái hiện tượng viêm tại lớp trong của mạch máu và gây ra những cục máu đông ở nơi đó và dẫn đến những bệnh lý tim mạch sau này. Ngoài ra thì da của chúng ta cũng là một cái cơ quan lớn nhất cơ thể, và nó thường xuyên tiếp xúc với lại không khí xung quanh, cho nên da cũng là một cái cơ quan bị tác động rất nặng nề của tình trạng ô nhiễm không khí, đặc biệt là những cái bụi mịn. Khi bụi mịn tiếp xúc lên da, nó có thể gây ra tình trạng lão hóa da, hoặc nó có thể kích phát những cái bệnh lý viêm mãn tính, ví dụ như những bệnh lý về viêm da cơ địa hay là vẩy nến. Để bảo vệ đường hô hấp của chúng ta trước tình trạng ô nhiễm không khí và những hạt bụi mịn, thì khi ra đường chúng ta nên sử dụng những phương pháp bảo vệ đường hô hấp, đó là sử dụng những chiếc khẩu trang. Những cái khẩu trang N95 có thể ngăn cản được 95% hạt bụi mịn. Những khẩu trang N99 có thể ngăn cản được 99% hạt bụi mịn. Tuy nhiên giá thành của các khẩu trang này thì nó hơi đắt. Quý vị có thể sử dụng những cái khẩu trang y tế, tuy nhiên phải sử dụng hai chiếc khẩu trang y tế lọc vào nhau thì cái khả năng bảo vệ của nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên là mặc dù chúng ta đã sử dụng những cái phương pháp bảo vệ như tôi vừa nói trên, nhưng những hạt bụi mịn vẫn có thể bằng cách nào đó và có thể bám lại ở mũi của chúng ta và gây ra những tình trạng viêm mũi, sổ mũi, chảy mũi, nhạt mũi, khó chịu, kích ứng đường hô hấp trên. Vì vậy mà sau một ngày làm việc, di chuyển trên đường về đến nhà, thì chúng ta có thể sử dụng phương pháp rửa mũi hoặc là tứ rửa mũi để giúp cho đường hô hấp trên của chúng ta được thông thoáng và tránh sự ảnh hưởng của những hạt bụi mịn lắng đọng tại đây. Phương pháp rửa mũi chúng ta có thể sử dụng những cái dung dịch nước muối sinh lý rãnh trương để chúng ta rửa mũi. Chúng ta có thể sử dụng những bình xịt với áp lực cao xịt ở hai bên mũi để giúp cuốn trôi những hạt bụi mịn đang lắng đọng ở trên mũi. Và chúng ta nhớ là đừng nên tiết kiệm, chúng ta phải sử dụng một cái lượng lớn để có thể một lượng lớn dung dịch để có thể rửa cho hết những cái hạt bụi mịn đóng trên thành mũi. Giống như chúng ta tắm thì chúng ta tắm cho cơ thể của chúng ta như thế nào, chúng ta rửa mũi như thế đó. Ngoài những cái bình xịt thì chúng ta có thể sử dụng những cái bình tưới rửa có dung tích lớn hơn nhưng áp lực nó sẽ thấp hơn. Thực ra chưa có một cái nghiên cứu nào rõ ràng về cái việc tác dụng của xịt hay là tưới rửa mũi cái nào tốt hơn. Cho nên là chúng ta có thể sử dụng hai cái phương pháp này thay phiên cho nhau. Cái nào chúng ta cảm thấy dễ chịu thì chúng ta có thể sử dụng. Do tình hình ô nhiễm không khí ngày một tăng, cho nên những vấn đề về sức khỏe đường hô hấp nó cũng xuất hiện nhiều hơn. Đặc biệt là những triệu chứng ở vùng mắt trên, ví dụ như là nghẹt mũi, sổ mũi, đau họng, hay những triệu chứng của đường hô hấp dưới, ví dụ như khó thở, ho khè, những cái bệnh lý mãn tính mà chúng ta đã từng mắc, ví dụ viêm dị ứng hay hen suyễn hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nó cũng có thể trở nên trầm trọng hơn. Cho nên khi chúng ta có những cái triệu chứng bệnh lý xuất hiện trầm trọng hơn thì chúng ta nên đến thăm khám bởi những bác sĩ thuộc chuyên khoa hô hấp tai mũi họng để được kiểm tra và điều trị kịp thời.